Chào mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình tiếp tục thử thách với món chế biến món ốc đắng mình nha mọi người. Ốc đắng này mình mới vừa bắt hôm qua đây. Mình cũng mới vừa ngâm xong đây. Giờ mình sẽ bắt đầu luộc và chế biến. Đây con bự chà bá không nha mọi người. Giờ mình bắt đầu luộc nha mọi người. Nay mình sẽ thử thách cái món ốc đắng cuốn chả giò. Bây giờ mình bắt đầu luộc đây. Cuối cùng sôi nha mọi người. Giờ mình sẽ nhắc xuống lễ ra thôi. Nay mình chế biến sẽ thử thách với món ốc đắng chiên chả giò, cuốn chả giò. Giờ mình sẽ nhắc ra lễ thôi. Giờ anh bắt đầu lễ ra nha mọi người. Thì ốc mình mới vừa lấy xong đây. Giờ mình sẽ xào sơ ốc nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu xào sơ ốc nha mọi người. Giờ mình bắt đầu đổ. Rồi. Nguy hiểm quá. Cho một tí hạt nêm vào nha mọi người. Đây thịt mình sẽ trộn với ốc nha mọi người. Nay mình thử thách với món ốc đắng cuốn chả giò. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ướp thịt. Mình cho các gia vị cơ bản vào. Đây ốc mình mới vừa xào sơ trong đây mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu thêm gia vị vào mình cuốn. Nguyên liệu giờ đầu tiên mình cho nấm mèo vào. Nấm mèo mình đã cắt nhuyễn. Tiếp đến là mình cho thịt bằm. Bằm mình khi bằm lúc nãy đây. Rồi mình sẽ trộn đều rồi mình sẽ cuốn. Nay mình thử thách cái món ốc đắng cuốn chả giò. Bây giờ mình sẽ cho một ít tiêu vào. Đây mình mới vừa trộn xong nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu cuốn thôi. Giờ mình bắt đầu cuốn nha mọi người. Sau khi mình ướp hấm giờ mình sẽ bắt đầu cuốn. Nay mình sẽ thử thách với món ốc đắng cuốn chả giò. Nên mới vừa cuốn xong rồi. Giờ mình sẽ cuốn tiếp theo. Đây mình sẽ cuốn thật chặt nha mọi người. Cho nó không rớt ốc ra. Và ốc đắng quá nhỏ.
Nên mới vừa cuốn xong nha. Giờ mình sẽ bắt đầu đem đi chiên thôi. Đây mình có hai loại nha mọi người. Giờ mình sẽ bắt đầu chiên thôi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu chiên nha mọi người. Đợi dầu sôi mình sẽ bỏ vào. Dầu sôi nha mọi người, giờ mình sẽ bắt đầu bỏ vô. Chả giò ốc đắng nha mọi người. Nay mình thử thách cái món ốc đắng cuốn chả giò. Đây lần đầu tiên mình làm nha. Liệu có ngon hay không mà mọi người đón xem với mình nha. Đây mình chậm lửa ghiêu ghiêu nha mọi người. Đây mình mới vừa chiên xong nha mọi người. Đây chả giò ốc đắng của mình đây. Nhìn quá hấp dẫn nha mọi người. Trông rất đẹp. Mình đây mình sẽ ăn với cà chua, tương ớt. Đây nước chấm mình đây. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha mọi người. Bây giờ mình sẽ bắt đầu ăn nha mọi người. Mời mọi người nha. Đây mình sẽ ăn với tương ớt mình đây. Ngon lắm mọi người, rất giòn. Đây chả giò ốc đắng của mình đây. Mời mọi người.